Chiếc ghế massage vừa lên sóng lại được khách hàng ủng hộ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Tới vùng đất Nam Định, ngày hôm nay, bộ phận giao hàng của Ngọc Gia Ban đang tiến hành lắp đặt và bàn giao chiếc ghế massage nội địa Nhật ở Panasonic MA057 cho chú Hải. Chia sẻ thêm với các bạn thì trong ngày hôm trước, vợ chồng chú Hải cũng đã tới trực tiếp cơ sở của Ngọc Gia Ban tại thành phố Hưng Yên để trải nghiệm và lựa chọn được một chiếc ghế phù hợp với cả hai vợ chồng của chú. Thì sau quá trình trải nghiệm, cuối cùng thì cô chú cũng đã quyết định lựa chọn cái phiên bản EAP MA057 đến từ thương hiệu Panasonic, chiếc ghế mà Ngọc Gia Ban vừa mới lên sóng được cách đây 2 hôm. Và lời cuối cùng, Ngọc Gia Ban cũng gửi lời cảm ơn tới vợ chồng chú Hải đã tin tưởng Ngọc Gia Ban và cũng như là bớt chút thời gian tới trực tiếp cơ sở của Ngọc Gia Ban. Trước là để thăm nom, sau là để trải nghiệm và cũng như là ủng hộ, đồng hành cùng với Ngọc Gia Ban. Và ngay sau đây, các bạn sẽ cùng theo dõi về cách mà các bạn kỹ thuật của Ngọc Gia Ban tiến hành tháo tay, lắp đặt và hướng dẫn cho vợ chồng chú Hải sử dụng chiếc ghế massage EAP MA057. Rồi mình tắt đi thì nó sẽ tự tượng về vị trí ban đầu hết, nằm là lưng ghế ở phần chân ghế. Nhưng mà ví dụ như hôm qua cô nói đấy, phần ví dụ nhá, cô đang ngồi như thế này, nó là lưng như thế này mà cô có việc cô bấm cô tắt đây thì cô tắt đi như này, tắt là bây giờ